ơi, cô có thể cho con một chút đồng bạc để con trang trải cuộc sống được không ạ? Trời ơi, con còn trẻ đây sao khổ dữ vậy con? Dạ. À, cô có 50.000 đây. Con cầm mua đồ ăn đỡ đi con. Ôi, cô có tấm lòng tốt quá. Cầm lấy đi con. Thật ra tôi chính là một doanh nhân thành đạt. Hả? Tôi thấy bạn biết giúp đỡ người gặp khó khăn là rất tốt. Ôi, vậy sao? Người có tấm lòng giúp đỡ, tôi sẽ cho bạn 200.000. Thật ra tôi cũng là một doanh nhân thành đạt. Tôi thấy cậu giả nghèo để thử lòng người khác cũng là biết giúp đỡ người khác. Ủa? Cho nên tôi sẽ cho cậu 500.000 vì có tấm lòng giả nghèo để giúp người khác. Thật ra thì tôi cũng là một doanh nhân thành đạt không hề tầm thường. Tôi là doanh nhân thành đạt, mở một công ty ở quận 20 trong Sài Gòn. Công ty của tôi tên là công ty bán cá cha. Vì có lòng giúp đỡ người gặp khó khăn nên tôi sẽ cho bạn 1.000.000 đồng. Tôi là doanh nhân thành đạt, sở hữu cho mình một công ty sản xuất xe hơi. Đồ chơi. Vì tấm lòng giả nghèo của giả nghèo nên tôi sẽ cho cậu 1 chách. Ủa này giá 997.000 mà. Đừng làm trái tim thiên lý ơi đau. Thực ra tôi là doanh nhân thành đạt, sở hữu nhà máy sản xuất giấy vệ sinh. Và tôi thấy bạn có lòng lương thiện giúp đỡ nên tôi sẽ cho bạn 20.000.000. Tôi đếm rất kỹ rồi. 20.000.000. Tôi là thành nhân danh đạt, tôi cũng sở hữu cho mình một nhà máy sản xuất. Nhà máy sản xuất đó để sản xuất ra nhà máy sản xuất. Vì tấm lòng giả nghèo của giả nghèo của giả nghèo, tôi sẽ cho cậu 100.000.000. Tôi thấy các bạn đều giả nghèo và giúp đỡ người gặp khó khăn. Tôi cũng là doanh nhân thành đạt, sở hữu cho mình một nhà máy sản xuất bồn cầu. Và tôi thấy hai bạn đều có tấm lòng tốt nên tôi sẽ cho các bạn 300.000.000. Mỗi bạn 150.000, 299.999.700 còn lại là của mình. Tôi là một doanh nhân thành đạt hiền thoại. Tôi sở hữu cho mình một công ty sản xuất xe Mercedes ở đất nước Lamborghini, huyện Bugatti, xã Ferrari, xóm Bon Che. Tôi tên thật là Nghiên, tôi họ Nghiễn. Tên này đủ của tôi là Nghiễn 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 Nghiên. 1 tỷ sẽ thuộc về các bạn vì tấm lòng giúp đỡ người. Nữa hả? Nói ra thì lại bảo phê chứ. Tôi sở hữu 1.000 căn biệt thự ở đảo Hawaii. Tôi thấy các bạn đều có lòng người nên tôi sẽ cho 2 tỷ. Thực ra tôi là tập đoàn của nhân viên Apple và Samsung. Tôi sở hữu cho mình một công ty sản xuất bột làm bánh mì. Tôi sẽ cho các bạn 3 tỷ. Quỳ lòng vô bờ lóc. Tôi là hot tiktoker với hơn 326 follower. Tôi sẽ cho các bạn 5 tỷ. Tôi là nhân viên của NASA. 10 tỷ này sẽ thuộc về các bạn. Tôi là em út của Mr. Big. Vì tình mẫu tử của các bạn rất thiêng liêng nên tôi sẽ cho các bạn 20 tỷ. Ba tôi là Donald Trump. Tôi sẽ cho các bạn 50.000. Tôi làm việc cho ban sản xuất tứ thiên quân của đa vũ trụ. Tôi sẽ cho các bạn 100 tỷ. Tôi là Chư Mai Lan. Tôi sẽ cho các bạn 673.000 tỷ. Thôi. Chúng ta nên giải tán đi, chứ nói như này là chắc tới Tết. Giúp đỡ người gặp khó khăn là rất tốt, nhưng giúp đợt này nó hơi lạ lắm.
Thôi được rồi, vậy chúng ta giải tán đi. Dù sao chúng ta cũng đều giả nghèo để giúp đỡ mọi người mà, đúng không? Tao cũng rất vui khi được gặp hai bạn ở đây nói chuyện. Tao cũng thế.